Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Mặc dù đêm muộn rồi, ngày hôm nay thì bên em Miêu cũng tiếp rất nhiều đoàn khách vừa đi giao lưu với anh em về xong bán cho anh em khách hàng ở xa, nhưng sau lại giao lưu tí rượu chè. Đêm muộn rồi nhưng mà vì có một số sản phẩm hàng về nên bên em Miêu vẫn phải làm clip để giới thiệu tiếp thị tới anh em. Ngày hôm nay thì bên em Miêu về tổng được vài sản phẩm thôi, nhưng toàn sản phẩm tuyển chọn mỹ miều cho anh em nào đầu tư luôn. Thì đầu tiên thì bên em Miêu xin gửi tới anh em một siêu phẩm có dòng súp đơn 50. Anh em có thể nhìn, đây là con súp MRX518S xíu bát 50 anh em nhé. Đối với đời MRX518S này thì nó sẽ ăn combo với các đời như MRX515, MRX525 thuộc phân khúc của MRX500. Thì combo này nó sẽ đặt với đôi MRX515 tuyển chọn kia hoặc là 512. Thì đối với anh em chơi gia đình thì anh em nào thích trưng bày đẹp thì kê kích giữa 515 và 518 này thì đúng là hết bài về độ đẹp anh em nhá. Nó cùng đời cùng combo. Hôm nay em yêu về một cặp mới lắm anh em nhá. Quá đẹp luôn. Anh em để nhìn. Nói qua về phần thông số kỹ thuật của con súp này. Con này thì nó công suất là 500W, 1000 và cực đại đến 2000W, tương đối khủng. Nghĩa là đối với một cục đẩy công suất có công suất khoảng 600 là đánh thoải mái 600 kênh có thể đánh cho một chiếc này rồi, rất nhẹ. Nhưng mà cực đại bích công suất lớn của nó đạt 2000W, công suất sản sinh đánh tiêu thụ cực lớn luôn. MRX518 anh em nhá. Thiết kế là súp mặt 18 inch. Đấy. Con này hầu như là chưa cả ốc, nó vẫn còn mới như này. Đấy, mới lắm anh em nhá. Thuộc đời MRX500 này. Mới à. Quá tuyển luôn. Nguyên bản sơn xi. Quá đẹp luôn. Con này mã số là 273. Và con này nữa là 371. Súp phải tính theo chiếc anh em nhá. Cái tem này thì là tem để quảng cáo hàng là cái mã số thôi. Thì còn đối với GB tính theo chiếc anh em nhá. Đấy, mới nhá. Anh em nhá. Còn nhớ anh em bỏ liền kề sư di, cái đấy nó không quan trọng đâu. Ok. MRX500. Vì cũng như MRX515 này thế, đẹp là tính theo chiếc. Ví dụ liền kề sư di nhưng chiếc số 1 xấu, chiếc thứ 2 đẹp thì cũng không được. Nó phải đều đẹp cơ. Ok. Hôm nay về thêm một cặp MRX515 nữa. Và đặc biệt là lại về thêm một cặp 4726A sư di 2. Thì 4726A sơ di 2 thì trong suốt thời gian qua thì bên em mình thực hiện lắp rất nhiều rồi. Và cặp này em về trong tình trạng rất đẹp luôn. Mới anh em nhá. Đấy. Quay. Và ở cửa tiền mà ngoài 40 triệu thì em nghĩ là khó lòng có đôi là nào ăn được. Kể cả SGX715 cũng không ăn được. Nhưng con này nó thiết kế to. Và tiếng nó rất là trung thực và sắc nét anh em nhá. 4726A sơ di 2 cũng về thêm một cặp. Trong tuần vừa rồi thì có bác cũng hỏi bảo 4726A của Hiền Miêu bao giờ về, thì hôm nay cuối tuần chủ nhật về rồi đấy. Thì bác nào hỏi thì alo đi gọi điện cho em nhé. Mức giá cặp này thì đừng có mức giá là 45 triệu. Cặp súp 518 đẹp tuyển chọn này. Quá đẹp luôn. Và sản phẩm hàng mới này thì hôm nay lại về cho anh em một cái siêu phẩm của hãng quản lý nguồn. Trong suốt giờ qua thì anh em biết rồi, bên em Miêu cũng bán rất nhiều các dòng quản lý nguồn. Và hôm nay thì về thêm một cái mã nữa, con này của hãng Dutin Aquatic, mã số A500. Con này thì thiết kế mặt phay nhôm. Đây, con này thiết kế cả lọc điện anh em nhá. Quá đẹp luôn, chất lưu luôn. Phê. Máy 3U. Máy con này chiều cao của nó rơi khoảng 15. Đẹp luôn. Chất. Anh em nào chơi sâu sự kiện hoặc chơi gia đình thì hết bài luôn nhá. Combo với những con vang mặt trắng, đẩy mặt trắng thì quá đẹp luôn.
Con này nó 10 lỗ cắm đằng sau nhá. Dày nó này. Khủng long bạo chúa. Ok. Quá hay luôn. Đây là cái quần nguồn nó đấy. Hộp nó rất to. Thì cũng tiếp thị giới thiệu nhanh tới anh em là về một cặp súp này, một cặp loa MX515 này, và một cặp 4726A này. Còn một vài sản phẩm nữa. Đây cho anh em xem. Em hứa gì, em ước gì, anh ước gì. Ôi bao nhiêu giá tốt cho anh em là đầu tư cặp này đi, bán rẻ đi. Đi một năm anh em nhá. Chạm tuyển nhá anh em nhá. Bán rẻ cho anh em này, đầu tư để cho anh em 13 đồng, 13 triệu thôi, giá hợp lý. Còn đây về một đôi bát kép nó đây. Kép này, cặp này đẹp lắm, nhưng mai vệ sinh. Đôi bát kép này thì đánh lợi hại hơn đôi bát đơn rất nhiều luôn. Và giá thành này, để anh em 17 triệu thôi. Những cặp này thì em bao zin và bao mới, bao đẹp nha. Giá hợp lý để anh em 17 đồng. Quá hợp lý để anh em đầu tư. Eo ăn này, eo ăn mới. Cặp này thì 14 triệu. Ok. Còn gì nữa đâu mà không ai sợ. Còn gì nữa đâu mà sầu ai nhớ. Thôi hết rồi. Có vài sản phẩm về anh em đưa thực hiện giới thiệu tới anh em vậy thôi. Còn nếu anh em nhu cầu đầu tư thì liên hệ bên em Việt Biêu qua số máy 0973096520. Mọi nhu cầu tư vấn phối ghép về các thiết bị âm thanh ở mọi phân khúc tầm tiền, anh em liên hệ với em nhá. Bên cửa hàng em yêu thì có rất nhiều các mẫu loa khác nhau. Xin chào các anh em.